xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Thì hôm nay một ngày nắng khá là đẹp tại Houston, Texas ha. Hôm nay là mình đi cái khu vực khác, cái khu vực này là Houston. Zip code là 77075 và 77034 ha. Gần sân bay Hobby. Thì hôm nay mình đi coi những cái nhà mới. Thì hôm bữa trước á mình coi những cái nhà mới khoảng 400,000, thì hôm nay họ có những cái nhà mới cỡ vòng vòng có 200,000 thôi. Rất là khu vực cũng rất là ok, nhà rất là đẹp mà chỉ có 200,000 thôi. Thì nói chung là cái vật liệu thì họ làm thì cũng là bình thường, tại vì nhà rẻ mà không, nhưng mà mình thấy rằng nó có more affordable cho những người cho những ai mà không có cái budget mà cỡ 300,000 trở xuống đó, thì mình thấy khu này nó cũng khá là ok đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vài cái motorhome rồi mình sẽ quay đưa đến cái nhận xét của mình đến cho mọi người nha. Thì cái nhà hôm nay, cái nhà đầu tiên mình đi coi á, để mình quay lại cái bảng giá coi sao ha. Ok mọi người, thì nó có nhiều cái nhà model ha. Thì cái nhà đầu tiên á, cái nhà mình đang đứng á, là cái nhà tên là Springfield. Nó start từ 269 cho đến 271,000 thôi. Nó dao động khoảng từ 1,500 cho đến 2,000 square feet. Thì những cái nhà mà two story đó, hai lầu đó, thì nó 1,800 cho đến 2,000 square feet nè, như mọi người đã thấy ha. Thì đây là cái model này. Đây là cái khu vực phía trước nhà ha. Đó, trong cái khu này vừa hết này, một khu vực rất là mới, sạch sẽ và nhà nào nhà nó rất là to ha, rất là đẹp. Họ có bán một dãy nhà như thế này thì một vài căn đã bán rồi, chỉ còn một vài căn available thôi. Thì đứng trước mặt của mình á là cái căn Springfield mà mình đang nói nè. Căn nhà này là hai lầu ha, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, rộng 1,800 square feet. Ok, lot size thì mình nghĩ nó cũng không có rộng lắm, tại vì đây là những cái khu nhà mới thì họ xây theo cái kiểu nhà mới bây giờ, thì lot size chừng 4,000 đến 5,000 mà thôi. Để mình đi vào mình quay cái bên trong như thế nào nha. Thì nói chung cái vật liệu bên trong thì nó cũng đồ bình dân không à, không. Đó. Ok mọi người, thì bây giờ mình đi lên lầu ha. Nào mình coi những cái phần cái phòng khách này nọ đi. À, sửa những cái phòng ngủ, phòng tắm đi coi, chứ còn xuống cái phòng khách sao? Tại phòng khách họ đang có người ở dưới. Thì trên này á, là chúng ta có những cái phòng ngủ ha. Đó, họ trang trí cũng rất là đẹp ha. Nói chung ra thì đồ thì họ làm cũng bình thường thôi. Họ sơn phết này nó rất là cũng khá là tỉ mỉ. Phòng này thì mình nghĩ là cái phòng master nè, phòng master ở đây, có bathroom ở đây, closet ở đây, rồi bên này là họ có cái bathtub ha. Mình nghĩ thì đối với mình thì chắc mình không ha. Mình coi cái countertop họ làm bằng mấy cái miếng mica thôi, chứ không phải là cũng đồ, không có đồ đắt, không phải là đồ đắt tiền ha. Thì nó thích hợp cho những cái người mà first time home buyer, không có budget nhiều, hoặc là những người mà giống như là những cô chú lớn tuổi retire muốn ở trong này ha. Đó, dưới 300,000. This is not a bathroom here. Phòng ngủ tiếp theo. Thì bên này thì họ có hai cái phòng ngủ nhỏ bên này ha. Hai phòng ngủ nhỏ bên này. Đó. Rồi ở đây thì họ còn có phòng tắm cuối cùng. Nhà này là hai phòng tắm rửa, thì cái half bath nó nằm dưới kia. Để trước mình xuống cái trên mình quay cho mọi người coi ha. Đó. Nói chung là nó cũng rất là tươm tất, sạch sẽ, rất là đẹp. Giá bình dân, thấy không? Đó. Khu vực này cái trường hợp mình thấy là chợ 7/10 đó. Khu khá là mới nha mọi người ha. Nằm kế bên sân bay, chợ búa Việt Nam cũng gần ở đây. Nằm kế bên Sam Club và Costco. Đó. Ok mọi người, đây là cái khu vực phòng khách và kitchen. Đó, khu phòng khách và kitchen ở đây. Kitchen thì mình thấy nó hơi nằm ở phía trong. Nó không có ra ngoài nên nhìn nó khá là bức bối ha. Cái kiểu design căn nhà này thì nó hơi bức. Nằm ở giữa. Mình thì mình thích cái kitchen nó nằm ra cửa sổ ngoài một tí ha. Bên đây là cái phòng dining room. Đó. Thì phía sau là chúng ta thấy nè. Cái khoảng đất ở phía sau còn một ít thôi, không có nhiều lắm. Đó. Nhà này thì
một cái nhà cũng khá là rộng đó, nhưng mà đất thì không có nhiều để chúng ta sinh hoạt ở phía sau ha, có AC này nọ luôn. Hôm nay thì cái ngày khá là đẹp, chỉ có 70+ thôi tại Texas. Rồi, bên này là khu vực phòng living room nha, tại nãy có người ở đây mình không có quay trực tiếp được. Đó, thì đây là cái toàn cảnh của kitchen với living room nè. Ha. Toàn cảnh kitchen và living room ha, cũng khá là rộng rãi nha mọi người ha. Đó. Họ trang trí, họ làm teaching cũng rất là đẹp. Rồi. Nếu như ai thích cái video này của mình sẽ like comment trên cái video, và những ai có nhu cầu mua bán nhà cửa tại Cali xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779. Và nếu mà có những ai muốn mua những cái căn nhà mới tại Texas hay là muốn mua nhà ở Texas thì có thể gọi cho chị Stephanie nha. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.